Xin chào quý bạn, tôi đang có mặt tại Toyota Thăng Long và phía trước chúng ta là chiếc xe có giá bán khá cao của Toyota tại Việt Nam, 2.348.000.000, đó chính là Toyota Land Prado. Đáng lưu ý khi mà chủ nhân của chiếc xe này đã quyết định độ thêm một bộ body kit để biến chiếc xe nhập Nhật Bản này. Nếu nhìn từ hình thức bên ngoài thì rất khó để phân biệt với phiên bản Land Prado Trung Đông. Các bạn cũng đã biết là phiên bản Land Prado Trung Đông thì tất cả mọi thứ nó đều vượt trội hoàn toàn so với cái phiên bản được nhập khẩu từ Nhật Bản. Và sau khi độ thêm bộ body kit này bao gồm cản trước này, cản sau, ống xả đôi và một bộ ốp lườn thì chiếc xe này nó có một cái cảm giác nhìn rất là mạnh mẽ và nó nhìn nó cơ bắp hơn trước rất nhiều. Ở Việt Nam thì phiên bản Toyota Land Prado này được ký hiệu là VX và chỉ có duy nhất một phiên bản tại Việt Nam. Xe có rất nhiều màu, có tới 10 màu sắc cho các bạn lựa chọn. Màu trắng này sẽ đắt hơn các màu khác 8 triệu. Và hiện tại Toyota Thăng Long thì cũng đang có rất nhiều xe có thể giao sớm được cho quý vị và các bạn có nhu cầu đặt mua mẫu xe này. Ở phiên bản này thì chủ nhân đã độ thêm rất nhiều. Thứ nhất là bộ body kit này, rồi là cam 360, dán phim cách nhiệt cao cấp, trải sàn da 5D, vè che mưa và đặc biệt thêm cả bộ camera lùi 300 à một bộ camera 360 độ nữa. Đây, tổng thể phần đầu sau khi bộ độ thêm body kit thì các bạn đã thấy là nó rất hầm hố, đẹp hơn trước rất nhiều luôn. Những cái chi tiết ở các vị trí khớp nối này nó rất là liền mạch và tổng thể hài hòa với chiếc xe. Phía ốp phía dưới của đèn sương mù cũng đã được mạ chrome hết. Độ như thế này thì sẽ phải chấp nhận một sự thật, đó chính là cái góc thoát trước và góc thoát sau nó sẽ bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng mà nhìn chiếc xe thì nó rất là đẹp, khỏe khoắn hơn trước rất nhiều. Hiện tại thì Prado đang được phân phối duy nhất với một bản các bạn nhé. Nếu nhập chính hãng thì duy nhất có nhập từ Nhật Bản thôi. Land Prado VX. Đó, chi tiết của cái cản phía trước này, mạ chrome sáng bóng luôn. Chiếc xe này thì chủ nhân của nó cũng đã độ được khoảng tầm 4 tháng nay rồi. Và dĩ nhiên thì các bạn thấy là nó không hề có bị suy chuyển bất kỳ cái gì trong quá trình sử dụng cả. Ngày hôm nay thì anh ấy mang chiếc xe đến để bảo dưỡng định kỳ. Một ngày mưa gió của Hà Nội và nhìn một con khủng long bạo chúa như thế này cứ lầm lũi đi trên đường cũng rất ra gì đó. Đó, mời các bạn ngắm lại một lần nữa. Thông tin chi tiết về dòng xe này, quý bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline tôi đã đính kèm trên video. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những cái video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.